Chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặc Channel, kênh YouTube duy nhất tại Việt Nam mang đến cho anh em những tựa game mới nhất, hay nhất và đặc biệt nhất là siêu siêu độc trong tất cả các thể loại, từ châu Âu sang châu Á, từ hiện đại tới cổ trang, từ lang thang tới ở nhà, từ con gà sang con chó, và game nào anh em sống không có thì sẽ có trong kênh của Kiếm Mặc Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một tựa game thuộc dạng bom tấn của thể loại nhập vai mà anh em khó có thể tìm trên một kênh YouTube nào khác. Đó là tựa game Aura Kingdom 2. Chúng ta đã chính thức chơi được tựa game này. Tựa game này đến từ nhà phát triển Đài Loan X-Legion Entertainment. Và nhà phát hành này thì nổi tiếng qua các cái tựa game trên PC như là Grand Fantasia, Twin Saga. Đó là những tựa game từng rất nổi tiếng của nhà phát hành này. Và với Aura Kingdom 2 thì X-Legion Entertainment hy vọng là sẽ chiếm lĩnh được mảnh đất màu mỡ của thị trường mobile, bởi vì đây là một tựa game thực sự là đẹp, thực sự là hay và thực sự là bom tấn. Trên màn hình anh em có thể thấy chúng ta có thể chọn được các biểu tượng của khuôn mặt, màu da, các biểu tượng ở trên đầu và những đôi cánh cho nhân vật. Tham gia vào tựa game này thì người chơi có thể tùy chỉnh ngoại hình của nhân vật của mình, sau đó là chọn class phù hợp. Có 4 lớp nhân vật cơ bản bao gồm chiến binh Dragon, sát thủ Shinobi, nguyên tố sư Elementalist và pháp sư Nim. Tất cả 4 class đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau cùng với những phong cách chiến đấu đặc trưng của mỗi class. Sau một thời gian chỉ phát hành tại thị trường Đài Loan, Singapore và Malaysia thì giờ đây phiên bản Aura Kingdom 2 bản tiếng Anh đã chính thức ra mắt phiên bản toàn cầu. Thừa kế cốt truyện cũng như là thế giới quan của phiên bản PC gốc, người chơi Aura Kingdom 2 sẽ đóng vai trò như những envoys có số phận gắn bó với các Eidolon để ngăn chặn tham vọng của chúa tể Shadow Knight. Như vậy anh em có thể thấy là hệ thống Eidolon của game này là rất là độc đáo. Trong vương quốc của Aura thì bằng cách tìm hiểu về Eidolon và khả năng độc đáo của họ thì người chơi có thể chọn các Eidolon cụ thể để hỗ trợ cho họ chiến đấu, cung cấp cho những envoy những búp có lợi. Bên cạnh việc xuất hiện trên chiến trường thì mỗi Eidolon đều đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện chính và mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình. Hệ thống Eidolon thì giúp cho người chơi Aura Kingdom 2 có thể xây dựng một đội hình bao gồm 5 nhân vật. Nhân vật chính thì có thể cast toàn bộ những kỹ năng của mình, trong khi 4 người đồng hành sẽ dùng một kỹ năng trong 3 loại tấn công, hồi máu và buff. Nói tóm lại, một nhân vật người chơi có khoảng 10 kỹ năng có thể sử dụng để làm nhiệm vụ cũng như đánh boss, cộng thêm những chiến đấu với những người chơi khác. Bản đồ thế giới khá là rộng lớn và hợp lý cho một tựa game mới ra mắt. Tổng cộng có khoảng 10 khu vực khác nhau, đan xen với những thị trấn. Aura Kingdom 2 có hệ thống cửa hàng có rất nhiều item, gói gacha nhưng trang phục thì vẫn hơi đơn giản và ít. Ngoài ra vật phẩm khá là đắt đỏ. Ví dụ như là 10 cộng 1 gacha cho Eidolon có giá lên tới 3.000 kim cương. Như anh em thấy là game cũng không hề rẻ chút nào.
nhưng nó cũng xứng đáng với một tựa game bom tấn như thế này anh em ạ. Phần còn lại của trò chơi thì vẫn được quy về dòng MMORPG. Giới hạn cấp độ hiện tại của game là level 70. Khi câu chuyện tiếp diễn thì người chơi sẽ mở khóa được nhiều loại tính năng khác nhau, từ những cuộc thám hiểm đơn giản đến những phòng thủ tháp, biến hình và chiến đấu như những Idolon, đến cướp bóc phức tạp hơn cho hàng hóa đột kích và thậm chí là chiến đấu thời gian thực. Người chơi được thể hiện các chiến thuật sắc bén, xây dựng combo và tiến triển nhân vật tổng thể thông qua những trận chiến thú vị này. Về mặt đồ họa thì mình đánh giá là game thuộc loại đồ họa xuất sắc, khi có những cái hình ảnh cực kỳ chi tiết, sắc nét. Các nhân vật thì được thiết kế rất là dễ thương. Như ở đây thì mọi người có thể thấy là chúng ta có thể chọn hệ thống Edelon của mình. Ở đây thì mình chọn được hai nhân vật này tham gia vào trận chiến. Một nam và một nữ. Thông âm thanh cũng rất dễ chịu. Ngoài những cảnh đánh nhau máu lửa ra thì những lúc du ngoạn thì anh em cũng có thể thấy là tiếng nhạc rất là thanh bình. Game thì ngoài các kỹ năng còn có hệ thống khinh công cực kỳ là đẹp mắt. Ở đoạn cuối clip này thì mình có làm một vài động tác khinh công để cho anh em xem. Ok, đó là toàn bộ cái thông tin về tựa game Aura Kingdom 2 này. Anh em có nhận xét gì về đồ họa, âm thanh cũng như là lối chơi của game thì hãy comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Và anh em xem clip thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh, đồng thời ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để cập nhật những tựa game hay, hot và đặc biệt là siêu độc mình sẽ dành đến cho mọi người. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.
looks like some sort of shard. I'll bring it to Thomas. He should be able to figure something out. Dragon Slayer Bow Shard! You found it on the Crystal Behemoth, you said?